Hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đến với kênh Tân Hương Nhân Minh. Lâu lắm rồi mình không có nói cái câu này gửi đến tất cả anh em đang xem ở trên kênh của mình. Sau một khoảng thời gian lặng hơi lâu, lặng khoảng là gần 2 tháng anh em à, và cuối cùng mình cũng đã trở lại với tất cả anh em trên kênh Tân Hương Nhân Minh. Video này mình đăng lên thì mình nghĩ là anh em xem cũng ít thôi, không có nhiều. Bởi vì lặng khoảng thời gian lâu như thế mà anh em xem còn nhiều nữa thì chứng tỏ là mình có sức ảnh hưởng. Nhưng mà ảnh hưởng bao nhiêu thì đăng video này lên thì mình mới biết được. Và ở video này, video đầu tiên quay trở lại thì mình cũng không có gì để mình làm cho anh em xem. Bởi vì con ạc của mình hiện tại ạc F11 cục rồng, mình ợp và mình treo úp nó từ lúc mà mình ợp tới bây giờ, nó vẫn chưa lên được đệ tử nha anh em. Vẫn chưa lên được 66 tỷ để mình mua quần hủy diệt luôn. Và sư phụ mới có được có 63 tỷ thôi. Và tình hình thì đệ tử sẽ lên trước sư phụ và sư phụ sẽ đi up bản đồ kho báu để lên sau. Hiện tại thì mình đã mua bùa rồi nha anh em. Mình ở video thì mình làm khá là nhiều thứ. Thứ nhất á, là mình nạp VIP cái mùa mà VIP có cái con bé heo bớm vĩnh viễn. À đâu, VIP có cái búa hắc hường á anh em. Búa hắc hường vĩnh viễn với lại là bé heo bớm vĩnh viễn. Mình cái sự kiện nạp VIP đó mình cũng có nạp và mình cũng có quay video. À không, không phải bé heo bớm và là bé sầu sinh tiến hóa cái dáng bay nha anh em. Cái dáng bay cùng với là cái bé ngày đêm vĩnh viễn, à cái dáng bay và bé ngày đêm anh em ạ. À, hai cái đó. Khoảng thời gian mình ở thì cũng có mua cái viên cấp xuân đặc biệt cho nó, và ngọc hiện tại thì lúc đầu là 7k, mình bán cũng khoảng, mình bán cho người khác khoảng 4-5k rồi. Mình lấy lại vốn nhưng mình làm nhiều chuyện khác, mình đầu tư cho con ạc này cũng khá là nhiều. Hiện tại thì bùa của nó đang có nha, bùa đệ tử và bùa thu hút đang có hơn 600 giờ. Video trở lại lần này thì mình muốn cập nhật cho anh em một cái sự kiện Black Ray đây. À, sự kiện này là sự kiện giảm giá cực khủng, và không chỉ ở trong game mà ở trên mấy cái cửa hàng bán game hay là ở mấy cái shop quần áo thì nó cũng có giảm giá rất là nhiều. Ngày hôm nay thì mình sẽ chơi game cho nên là mình sẽ cập nhật cái cửa hàng ở trong game là giảm giá những cái gì nha anh em. À, bấm vào ở đây, à, Black Sale này anh em ạ. À, bấm vào đây. À, cái thời gian nữa anh em ơi, có cái thời gian cột mốc để quy định mua cái cải trang giảm giá hoặc là những cái món đồ giảm giá thì ra là vậy. Còn có vụ này nữa anh em ạ. À, bây giờ mình mới biết đúng là ở 2 tháng thì Ngọc Rồng Online phiên bản chính của chúng ta nó có nhiều thứ thay đổi quá anh em ơi. Giáp luyện tập 1 được sale đúng không ta, được sale với giá 28 ngọc, và giáp luyện tập 3 được sale với 3k ngọc cùng với đá xanh lam, cái này là để nâng môn ta cấp 2 nè. À, nhiều cái trang khác, nói chung là được sale thì cũng không có giảm giá về được bao nhiêu đâu anh em ạ. À, đây là những cái trang mới 990 9.999 ngọc, và những cái trang này khá là cùi. Những cái trang này cùi như thế này, và hiện tại mình đang chơi server 11, nạp VIP chỉ cần nạp VIP nhận những cái trang free như vậy thôi nè. Những cái trang free nạp VIP như thế này thôi. À, nó cũng không phải free đâu, là nạp VIP nó có, nhưng mà chỉ số thì so với là anh em nạp ngọc để anh em mua ở trong shop á thì nó khá là xịn, và nó xịn nó rất là nhiều. Và đây là những món đồ mà đệ tử mình trưởng nó được, có một cái áo KO 2 sao luôn anh em ơi. Nội dung của video ngày hôm nay nó chỉ có thế thôi anh em ạ. À, cập nhật sơ sơ cho anh em xem và thông báo với anh em là mình đã quay trở lại để làm YouTube cho anh em xem. Lần này quay trở lại để làm YouTube cho anh em xem là mình chỉ làm vì đam mê thôi nha anh em. Mình làm vì đam mê cho nên là những video của mình sẽ không trao thưởng như là ngày xưa nữa nha. Mình sẽ không trao thưởng 20k như những video ngày xưa. Mình nói trước luôn, quan điểm rõ ràng để cho anh em xem kênh mình là một là để, nói chung là để vui. Mình làm video ra chủ yếu tạo niềm vui cho anh em và anh em xem video của mình. Mình hy vọng là anh em cũng sẽ vui, chỉ như thế thôi anh em ạ. À, mình cũng lười dính tới với cái drama này kia thứ lắm. Chính vì thế mình làm YouTube mình hay chỉ là một mình thôi, và mình không có làm chung với ai và cũng không có kết hợp với YouTuber nào khác hết. Sẵn tiện thì mình cũng muốn thông báo với anh em là mình chỉ chơi ở server 11 thôi anh em ơi. Dạo gần đây thì ở server gộp server 8, 9, 10 ấy, mình cũng bán một số đồ cùng với là mấy chục con ạc ở bên server 8, 9, 10 rồi. Mình muốn dồn hết tài nguyên qua bên server 11, mình sẽ không chơi ở bên server 8, 9, 10 nữa nha anh em. Và đây là Facebook của mình. Facebook này là mình tạo ra để Facebook Tân Hưng, nói chung là chưa có gì hết anh em ạ. À, mình tạo ra để mình mua bán là giao dịch thôi, đăng ảnh bán đồ này kia thư ở trong mấy cái shop, mấy cái group. Facebook chính mình đăng lên, bạn bè mình nó vô nó khịa quá chịu không nổi anh em ơi. Mình sẽ ập con hạt này, và tiếp theo thì đến với một rao bán đồ bên server chính thì mình chỉ muốn rao bán ạt thôi nha anh em. Ạt thì bên server chính mình còn mấy chục con Saiyan, không biết là anh em nào có hứng thú mua hay không. Đầu tiên thì là con Saiyan này, con Saiyan này là bán xác thôi, không kèm theo đồ hay là không kèm theo item gì hết nha. Item thì mình rao riêng, mình rao bán rồi. Mình mà đăng video này lên cho anh em xem thì mình nghĩ là người ta cũng mua hết rồi, và những món đồ trong này thì người ta cũng mua hết rồi. Tất cả những con hạt mà mình sắp sửa đăng lên cho anh em tất cả đều là ở server chính nha anh em. Anh em nào mà có muốn mua thì liên hệ qua Zalo mình để dưới phần mô tả, và đây là mã số anh em xem nhé, 91 nha, 91 ở trên này, mã số 91 nha anh em. Có cải trang Phốt này, Phốt một vĩnh viễn,
cái trang số 2, tàng hình này, Yadat ở dơ, cái gì đây, Android 19 anh em ạ, và giáp biên tập 4 sao phản thương. Con này là con để kích super nha, con này là kích Broly từ sơ sinh được luôn nha em, từ 2k máu kích được luôn nhé. Ở bên đệ tử thì đệ tử là 40 tỷ, đây là skill của đệ tử và HP, làm tới nhiệm vụ sơn bổ hung, cùng với là cái nội tại là biến hình 20%. Biến hình 20% là khá là cao. Có cải trang Lý Tử Nương này vĩnh viễn này, thu cỡ VIP, bông băng, gia đát, ở dơ, và cái này là Android 20, Android 13, tàng hình, avatar VIP, cải trang Dracula, cùng với là cải trang Cyberman. Cái trang Cyberman này cũng vĩnh viễn luôn, khá là xịn sò, nội tại của nó là 7% Galit. Liên hệ qua bên Zalo của mình nha, con mã số 97 nha anh em. Con này thì có cấp số đặc biệt, có gia đình tập 22 sao, cùng với là rất là nhiều cải trang ở đây luôn nha anh em. Cải trang Quy Lão và cái cải trang Zắc Chun này, Zắc Kỳ Chun này là hai cải trang vĩnh viễn nha anh em. Tất cả các cải trang ở đây đều là vĩnh viễn. Thêm cái giáp 1 này nữa, giáp 1 này hơi phế, nó hơi cùi. Qua bên phần nội tại thì là 18% Galit nha, rất là xịn luôn. Bên đệ tử là 41 tỷ Kamayuko thế tạo năng lượng. Nhiệm vụ thì 7 đứa con sên. Mã số 96 này có Cyberman bệnh viện và có Seo con bệnh viện, cùng với là Post 3 bệnh viện luôn nha anh em. Con này khá là xịn luôn nè anh em ơi. Con này cũng có giáp 2 này. Đường cái thì nó không có cái cấp xuân đặc biệt thôi, không có cái cấp xuân đặc biệt nha anh em. Cùng lộ cấp 2 hay là y tên cấp 2 ở trong ngạc thì cho anh em hết. Và nhiệm vụ sên bổ hung, cùng với là bên phần đệ tử là 36 tỷ Kamayuko và tái tạo năng lượng anh em ạ. Mã số 95 có giáp 2 luôn nha anh em, và có bông tai Botara. Con nào của mình cũng có bông tai hết anh em à. Cải trang Yadat và có rất là nhiều cải trang ở đây. ALL là vĩnh viễn nha anh em, tất cả là vĩnh viễn luôn. Về nội tại là nội tại tự phát nổ này, con này hơi cùi anh em ơi. Con này khá là cùi luôn. Ở thời điểm hiện tại thì mình rao bán con này. Khoan, qua bên phần đệ tử cái nó bị lắc đệ tử đúng rồi. Đệ tử 34 tỷ Atomic và Thái Dương Hạ Sen. Con này mình rao bán với giá 50k nha anh em. Mã số 95 giá 50k. Anh em nào muốn mua thì anh em liên hệ qua Zalo của mình để dưới phần mô tả nha. Đến với mã số 94 đang làm nhiệm vụ sơn bổ hung hoàn thiện, 30 tỷ sức mạnh nha anh em. Và cải trang của con này thì tất cả đều là vĩnh viễn, và cùng với là cái trói này, trói 83%. Bên phần điện tử là 40 tỷ Kamayuko và Keoken anh em ạ. Nhưng mà điện tử 40 tỷ rồi anh em ơi. Con này mình rao bán với giá là 50k nha. Anh em nào mà muốn mua thì liên hệ qua Zalo của mình để dưới phần mô tả nha. Đến với mã số 93, con này đang 40 tỷ. Và nhiệm vụ anh em thấy rồi đó, giáp điện tập cấp 2 này anh em ạ. Có bông tai luôn nha anh em. Đây là tất cả cải trang mà con mã số 93 này có. Ở bên phần điện tử thì đang có là Atomic cùng với là Thái Dương Hoa Sen. Đệ tử của nó thì cũng khá là cùi, 24 tỷ nhưng mà nó có thể ăn được rune 11 anh em ạ. Bởi vì đây rune 11 ở đây nha anh em, nó có thể ăn được rune 11 nhé. Con này thì mình bay cho anh em với giá 50k nha. Anh em nào muốn mua thì liên hệ qua Zalo của mình để dưới phần mô tả nhé. Tại vì mình lười làm ảnh quá cho nên là sẵn tiện mình làm video ngày đầu tiên mình ra mình bán luôn cho anh em. Ôi con này full đồ à? À con này full đồ rồi anh em ơi. Yadat này và mấy cái kẻ trang bông băng cùng với là Dragora tàng hình. Số 2 và số này số 3 hả? Đúng, số 2, số 3 luôn. Ở bên phần đệ tử là 36 tỷ Kamayuko tới tạo năng lượng. Và kỹ năng của nó là, nói chung là kỹ năng cũng 7 hết rồi anh em ạ. Kỹ năng cũng 6, 7 hết rồi. Đấm Galit 14%, con này thì bao win được rune 11 luôn nha anh em. Và con này mình rao bán với giá là 50k. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ qua Zalo của mình để dưới phần mô tả nha. Sẵn tiện ở đây thì mình muốn phi cái set này luôn nha anh em. Set sức đánh của Saiyan nha. Đây, set sức đánh Saiyan anh em ạ. Trừ cái găng ra nha anh em, mình không bán găng, găng mình bán lẻ nha. Cái đôi dài này thì chỉ có 5 sao thôi. Radar 6 sao, dài 5 sao. Quần này, quần 6 sao. Áo này cũng 6 sao luôn nha anh em. Tất cả đều là sức đánh nha anh em, tất cả là sức đánh. Anh em muốn mua set thần linh sức đánh ở server 8-9-10 ở bên server gộp thì liên hệ qua Zalo của mình và inbox giá cho mình luôn nha. Inbox giá cho mình luôn nha. Và video này thì mình cũng xin kết thúc ở đây luôn nha anh em. Nên mà, à đúng rồi, mình còn có từ 3 sao tới 5 sao. Tất cả các video rồng này nếu mà ghép lại thì được 2 bộ 1 sao. Anh em cứ comment ở dưới video của mình nha. Nếu mà anh em chơi ở server khác thì anh em cứ tạo một con ạc, hoặc là anh em mua một con ạc cùi cùi nào đó. Anh em lấy bộ một rồng này để anh em bán cũng được. Video này nội dung nó hơi tèo một xíu, chủ yếu là nói về mình quay trở lại để mình làm video cho anh em xem. Và tặng cho anh em bộ này cùng với là bán vài con ạc để thanh lý đồ ở bên server chính. Chính thức bước qua bên server 11 nha anh em. Và mình là Tân Hưng Nhân Minh, mang lại những video vui vẻ dành cho tất cả anh em xem trên kênh của mình.